Cụ thể, kết quả kiểm tra tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc chuyển nhượng vốn được các bên thỏa thuận bằng hợp đồng và thể hiện bằng nhiều hình thức mà cơ quan thuế chưa thể kiểm tra kiểm soát một cách chặt chẽ. Trong khi đó, giữa cơ quan thuế và cơ quan cấp phép lại chưa có cơ chế phối hợp trong việc quản lý các hình thức chuyển nhượng vốn dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính siết chặt hơn một số quy định để doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức cá nhân khác thì bắt buộc phải lập hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.